So với ngày hôm qua, giá thịt lợn hơi hôm nay ở miền Bắc không có nhiều biến động. Theo đó, tại Hà Nội, Hưng Yên, thịt hơi cân tại chuồng vẫn đạt 80.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, tại Thái Bình, Nam Định, mức giá này cũng đạt từ 79.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg. Tại Tiên Quang, Vĩnh Phúc đạt 78.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg. Dù giá thịt lợn hơi đã giảm mạnh so với thời điểm tháng trước, nhưng theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ dân sinh và siêu thị thịt lợn vẫn rất đắt đỏ, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo đại diện Bộ Công thương, nguyên nhân quan trọng và cơ bản nhất khiến giá thịt lợn hơi ở mức cao trong thời gian qua là do nguồn cung thịt lợn sản xuất trong nước giảm còn thiếu so với nhu cầu tiêu dùng chế biến. Trong khi đó, các doanh nghiệp cho rằng việc giảm giá thịt lợn không chỉ dựa vào mỗi doanh nghiệp chăn nuôi mà còn phải có biện pháp đồng bộ từ chuồng trại tới siêu thị, chợ bán lẻ, như vậy mới có hiệu quả trong việc giảm giá. Một doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong ngành cho rằng thương lái đang ăn lãi quá cao doanh nghiệp vừa xuất bán lợn tại chuồng, đưa ra khỏi trại, thương lái đã có thể bán cao hơn trang trại xuất bán tới 10.000 đồng trên 1 kg lợn hơi.